Sao anh? Quay ra đằng sau đọc mấy chữ trên bảng giùm anh coi. Tuyển chọn diễn viên chuyển vòng. Rồi em đang làm gì vậy? Em hát. Em thấy em có duyên chưa? Vậy em hỏi anh đạo diễn nè, phim anh có nhập phim không? Ừ, dĩ nhiên là có. Còn mắc gì không cho em hát? Tháng này khỏi lãnh lương nha em. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên từ đi nghĩ về cho nhẹ lòng hơn. Đừng quan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi. Ông gái á, ông em gái thương thằng này. Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn, để rồi khi quay lưng anh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Khoan, ngưng đi. Mình có thể nào mà phụ đề những thứ tiếng mà người Việt Nam mình có thể đọc và hiểu được không? Chứ mà phụ đề tràn lan quá nhiều thứ tiếng vậy, ai mà đọc cho được, tràn mà người nó mới coi được gì chứ hết trời á. Lại. Trong em cũng nhiều rồi, tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên từ đi nghĩ về cho nhẹ lòng hơn. Tươi xanh
anh ơi, em là Khánh Chi nè, là vợ của anh đây. Ủa, chị có nhìn lộn chồng không? Trời ơi, chồng của tôi sao tôi lộn cô? Em nhớ không lầm á, là chồng chị là anh Thanh Đà Lạt, còn Thanh là Thanh Phan Thiết. Ủa, ở đây không phải Đà Lạt hả? Trời ơi, Đà Lạt nằm có biển chị. Trời ơi, tôi tưởng ở đây là Hồ Xuân Hương. Hèn gì từ nãy giờ tôi hoang mang. Sao Hồ Xuân Hương bây giờ sao? Lạ lắm à nghe, to quá vậy. Thôi, em qua đó chơi đi. Chị xin lỗi em, chị đi tìm chồng chị nha. Cẩn thận với chồng té đó. Dạ, dạ, dạ. Thương cho nhà lâu. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là mày đã tạo ra mày á. Hôm nay đèn đỏ hả? Gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn. Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi anh. Sẽ không còn những yêu thương cũng như dần hơn. Ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ là một ngày tươi. Còn 5 giây nữa mới hết đèn đỏ. Không thấy hả mấy mẹ? Cho tôi hỏi, sao em nhà gái hoài vậy? Ủa chị gái, sao mà có một câu chị hỏi hoài vậy chị gái? Chứ còn câu nào đó mới mẻ hơn không? Ok, sao em giả đàn bà hoài vậy? Chị, bây giờ chị vui lòng chị về chị mở lại Mano đi em gái mưa. Câu trả lời nằm ở trong đó đó chị gái. Dạ, cảm ơn chị. Sẽ là một ngày tươi xanh, ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn. Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng. Mọi chuyện qua đi, tình ta sẽ phai dần. Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa, gặp nhau. Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa, gặp nhau xin đừng níu kéo. Có gì đâu. Ủa, lộn. Nè. Đốt lại. Đốt lại đi. À, đây ông không nói chuyện với tôi. Nè lên. Anh đi đâu? Anh không thoát khỏi tôi đâu. Em yêu anh đến vậy hả? Bất chấp nguy hiểm rượt cho anh cho bằng được. Anh cảm động quá. Không anh,
trả em 1,7 triệu. 1,7 triệu gì? 1,7 triệu em bữa anh mượn em ăn đám cưới nhỏ bạn gái cũ của anh đó. Ê, mượn đám cưới nhỏ đó tôi mượn có 1,5 triệu à nha. Trời ơi, thêm 200 ngàn tiền thuế cano được theo anh nè. Yêu đương mà tính toán vật chất chứ dễ sao bé. Không anh, gì ra đó. Nếu như ngày hôm đó anh nói với anh đó là anh xin đi rồi em cho, rồi bây giờ anh nói anh mượn anh phải trả chứ. Mượn tiền mà không trả là tội nghiệp nha anh. Trả đi, gì ra đó à lẽ. Cô rồi sao bị sẹo? Khúc nó chưa có sẹo, khúc này mới có sẹo nè. Nè em gái, tiền cano của em 300. Ủa sao hồi nãy chị tính với em là 200? Thì tại em đi lâu hơn chị tính em 300. Em đi lâu hơn là bởi vì em phải đứng em nói chuyện với thằng bồ của em. Nhưng mà bây giờ em đi lâu hơn, trong giấy tờ có ghi rõ là đi lâu hơn tính thêm tiền. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là em đi lâu hơn là không phải là em đi vòng vòng tốn xăng của chị, em đứng tại chỗ mà sao mà chị tính phí thêm cho em. Nhưng mà cái vấn đề là không phải là chị tốn xăng của chị mà chị tốn thời gian. Cái thời gian đó chị cho người khác thuê, chị lấy tiền đó về chị nuôi ông cố nội nhà chị nuôi chồng, chị nuôi con. Chị mắc cười em quá. Ủa mắc cười chị quá, bây giờ 100 chị ăn của em thì 100 đó em cũng nuôi được một bữa cơm. Em nuôi cha già, nuôi mẹ già, nuôi cả gia đình em mà. Thôi nha, không có thái độ với tao nha. Nói chị không có chị vậy nha. Trời đang mưa mà tao đứng đây tao nói chuyện với mày nè. Ủa trời mưa bão đứng đây nói chuyện, chị tao tới đây mà tao muốn về nhà rồi tụi gia đình chứ bộ. Mắc cười quá. Sao mới từ từ nhớ bắt đầu từ đâu? Tao cũng không biết nữa. Khi nào tao yêu nhau? Giờ sao? Không có chuyện với chị nữa, bắt đầu chị. Giờ bộ hát nhép được không? Mọi người nhớ subscribe kênh YouTube Quỳnh Lập Official của em nhé. Nhớ ngay cái hình có mặt của tôi á. Đây nè. Nhớ cày view. Coi hơn 10 lần cũng được. Cảm ơn. Cắt máy đi anh. Cắt đi.